Ngày 408. Tỷ sử bài lính ba thiên. Đầu tiên là cách nói hóa ra. Yuán lái. Yuán. Yuán. Lái. Lái. Yuán lái. Yuán lái. Yuán lái. Cái mà anh để mắt đến nguyên văn là bạn nhìn lên mà. 你看上的. 你 看 上 的 你看上的 你看上的 你看上的. Hóa ra cái mà anh để mắt đến. 原来你看上的. 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 Hóa ra cái mà anh để mắt đến là dây chuyền. 原来你看上的是项链. 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 Có điều đó không phải là trang bị của tôi. 不过那不是我的装备. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô Vi Vi Vi, muội phải cẩn thận đấy. Lũ ẻ Vê Vê, nhé hào xào xin à. Chân Thủy, đợi lát muội đi kéo lên nó. Chân Thủy, tổng hội ở chưa la trụ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lão quy chủ, trần di xí gì hả? Được, ok. Họ. Mau, đuổi theo, nguyên văn là nhanh, theo lên. Khỏe, cân sẵn. Wow, dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Wow. Phá sụ xí nị thiên xiang liền. Ni ni, trang bị của muội. Ni ni, nhé trang bị. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Phá sụ xí nỉ thiên xiang liền. Lô Vi Vi Vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ Vệ Vệ Vệ, yếu mêu xin chú PK y bả. Được, có thể. Có thể. Vậy quyết đấu hẳn phải có chút giải thưởng chứ? Là PK cũng đéo đến giải thấu bà. Dây chuyền mà vừa rồi bút rơi coi như vật cá cược. Các hâm bút đeo đồ này xiang liền, dù ý đủ trụ. Cô thấy thế nào? 你看怎么样? Hóa ra cái mà anh để mắt đến là dây chuyền. 原来你看上的是项链.
Có điều đó không phải là trang bị của tôi. 不过那不是我的装备。